Tiếp tục một em VIP cho bác ạ. Bắt đầu nhanh tay lên em này nhé. Em này hợp với các bác nào sai tay từ 18, 19, 19 trở lên sẽ hợp lý hơn. 18 thì hơi nhỏ. Tay em 18 rồi. Tay sai tay từ 19 trở lên đến 22, 23. 22, 23. Màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng gold. Con này dây zin theo theo màu. Bác nhìn cái màu dây của nó với lại cái màu màu nền này này. Nó dây zin. Nhưng mà do con này là hàng trưng bày. Hàng trưng bày. Nên là họ để đây này. Có nghĩa là đây không dùng dây, không không dùng đấy. Không dùng nên dây nó sẽ tự gãy, tự dập. Cái dây này của bác, dây này thì báo cáo bác là về các bác mua thoải mái. Dây này thì ở ngoài các bác chỉ cần mua đến tầm 150, 200 nghìn bộ dây là quá chất rồi. Bác nào chơi sang nữa thì 500 bộ dây quá đỉnh cao. Dây này của nó em nói luôn nhé là dây người ta không đeo đấy. Nó cũng như kiểu cái lốp xe ô tô của mình mà không đeo để tự ngay tự mủn thôi. Đấy. Con này máy móc còn zin hết. Này. Để cho bác 1 triệu 900 nghìn nhé. Bác nhìn đây. Thương hiệu. Botkina 10AT. 10AT này là họ tính cái thông số có nghĩa là chịu nước ở áp suất ở độ sâu đó. 10 ATM, có nghĩa là ATM nhân lên nó thành là độ sâu hình như là chịu được áp suất ở 100m thôi. Còn zin hết bác nhá, còn nguyên luôn. Nguyên chốt. Hàng hoạt động bình thường nhưng dây là phải thay. Nếu con này mà dây còn zin nữa thì nó phải tầm khoảng độ 2 triệu 8 đến 3 triệu. Vâng. Sai tay bác chú ý hộ em nhá, sai tay từ 19 trở lên. Để em chưa lau đâu, em mà lau nó sáng bóng luôn. Được chưa? Sai tay 19 trở lên vàng gold nhá. Không có một vết xước nào đâu. Chưa lau đâu, lau nó bóng luôn. 1 triệu 9 bác nhá. 1 triệu 9 bác nào nhanh tay thì lấy. Nhớ là sai tay là cái đo cái vòng cổ tay ấy, 19 trở lên. Chào bác.